Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo giúp chúng ta có thể đánh dấu được những cái hình mà chúng ta chụp ảnh màn hình, chúng ta chỉnh sửa trên màn hình điện thoại iPhone nha. Khi mà điện thoại iPhone thì các bạn có thói quen là khi mà chúng ta chụp ảnh màn hình, chúng ta có một cái bức hình chụp ảnh màn hình và các bạn sẽ chọn vào. Ở đây thì các bạn có thể là đánh dấu những cái chủ thể mà chúng ta muốn đánh dấu lại để cho người khác, khi mà chúng ta gửi cho người khác thì họ có thể là xem được những cái phần chúng ta đánh dấu. Ví dụ như là mình chọn là cái phần cái chiếc bút này. Ví dụ như là mình chọn là hình cái chiếc bút này, sau đó thì mình có thể chọn vào cái phần màu sắc. Ở đây thì mình sẽ chọn màu xanh đi. Rồi. Thì ví dụ như là mình vẽ một cái hình tròn như này thì thông thường nếu mà các bạn bỏ tay ra thì cái hình tròn của chúng ta nó sẽ không được đẹp như này. Đó. Thì cái hình tròn của chúng ta nó sẽ theo cái nét tay của chúng ta và đương nhiên là nó sẽ không được tròn trịa. Và nếu như các bạn muốn nó tròn trịa thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn có thể xóa cái hình ảnh ấy đi. Bây giờ thì mình sẽ chụp lại một cái hình khác. Rồi mình vào cái phần chiếc bút. Sau đó thì mình sẽ chọn vào cái phần màu sắc. Ở đây mình tiếp tục mình chọn màu xanh. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ vẽ một hình tròn và thay vì là mình sẽ buông tay ra thì mình sẽ giữ nguyên cái hình tròn nó lại một lúc. Thì như vậy thì iPhone sẽ giúp mình đó là hoàn thiện cái hình tròn và bây giờ thì cái hình tròn của mình nó đã đẹp hơn rất nhiều so với cái hình tròn mà mình vẽ trong tay lúc nãy. Và không những là cái hình tròn mà các bạn có thể vẽ bất kỳ một cái hình nào, điện thoại iPhone chúng ta nó có thể nhận ra được cái hình đó và có thể là giúp chúng ta chỉnh sửa được. Ví dụ như các bạn có thể vẽ cái hình ellipse. Đây. Các bạn có thể vẽ cái hình này, sau đó các bạn giữ tay thì nó sẽ cho chúng ta một cái hình ellipse cực kỳ đẹp. Hoặc các bạn có thể vẽ hình vuông cũng được. Các bạn có thể vẽ hình vuông. Sau đó các bạn giữ tay thì nó sẽ cho chúng ta một cái hình vuông. Ở đây thì mình sẽ chọn thêm một cái màu khác. Ở đây thì mình sẽ chọn cái màu khác, ví dụ như màu đỏ đi. Đây. Mình sẽ vẽ hình tam giác cho các bạn xem. Mình giữ tay. Thì cái hình tam giác của mình nó sẽ được tự động nó chỉnh sửa lại. Như vậy thì mình sẽ có những cái hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình ellipse thì nó đều có thể nhận ra được. Và đây là một cái tính năng cực kỳ hay trên điện thoại iPhone. Mỗi lần chúng ta chỉnh sửa những cái văn bản trên những cái bức hình chụp ảnh màn hình hoặc là bất kỳ một cái bức hình nào mà chúng ta muốn sửa nha, nó không riêng gì cái bức hình chụp ảnh màn hình cả, thì các bạn có thể là thực hiện cái thao tác đó là chúng ta vẽ những cái nét đánh dấu, sau đó các bạn giữ tay thêm một lúc thì điện thoại iPhone chúng ta nó sẽ giúp chúng ta có thể là hoàn chỉnh cái bức hình đó thành những cái bức hình nó đẹp và nó sẽ có những cái tỷ lệ phù hợp và đẹp mắt hơn so với việc là chúng ta vẽ bằng tay nha. Rồi, và đây là một cái mẹo rất nhỏ khi mà chúng ta đánh dấu những cái bức hình trên điện thoại iPhone mà có thể là các bạn chưa biết. Hy vọng là cái mẹo này sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình.